Trong cái tarot xin chào tất cả các bạn. Chủ đề bân xin nén khoai lửa. Chúc các bạn năm mới vui vẻ. Hôm nay mình đã bị dựng dậy từ lúc 6 giờ để làm trả bài riêng cho một chị ở Quy Nhơn. Nói thật là sau khi trả bài xong cho chị ấy á, thì mình tràn đầy hứng khởi bởi vì kết quả rất là đẹp. Và mình muốn mang cái hứng khởi đó đến tất cả mọi người, là một món quà tặng cho tất cả những người đã đồng hành với trong cái tarot, mặc dù nó chưa được một tháng, nhưng mà rất cảm ơn sự đồng hành của mọi người. Và hôm nay nó sẽ là món quà để mình cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn ở bên cạnh mình nhá. Nhà mình thì có rất nhiều kẹo, bởi vì nhà mình có ban thờ Phật. Nói thật với các bạn là mình từ nhỏ ấy đã có dấu hiệu của một người mà phải thực hiện sứ mệnh tâm linh rồi, nhưng mà mình cố tình trốn tránh điều đó bằng cách là nói các bạn đừng cười, làm lễ để cắt này, đội mâm này, giải hạn này, đủ kiểu. Nhưng cuối cùng thì sứ mệnh thì không thể trốn thoát được. Mình gặp một người để lại cho mình một cú sốc tình cảm rất là lớn. Trong khoảng thời gian đó thì mình vô tình mình gặp bài tarot của một bạn người Việt Nam sống ở Hà Lan. Lần đầu tiên nghe bài tarot thì mình đã tìm ngay được thông điệp cho mình. Và bài tarot chính là cái phương thuốc chữa lành cho mình trong khoảng thời gian mà mình bất ổn, mình giống như bị rơi xuống vực sâu ấy, không thể nào thoát lên được. Thì bài tarot đã cứu mình, và mình tìm ra được những thông điệp chữa lành từ cái bài tarot đó. Và bây giờ nó trở thành cái sứ mệnh của mình. Mình đã nghĩ rằng là mình đã trốn bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng đến khi gặp bài tarot thì chính mình tìm đến nó. Cho nên mình mới hiểu rằng khi chúng ta đã mang một sứ mệnh gì ở kiếp này thì chúng ta sẽ phải thực hiện. Và bây giờ thì bây giờ chúng ta hãy chọn tụ bài nhé. Hôm nay là ngày đầu năm mới, mình rất muốn mang sự ngọt ngào đến cho các bạn. Đây là 4 viên kẹo. Viên kẹo đầu tiên là tụ bài thứ nhất. Viên kẹo thứ hai là sô-cô-la màu vàng là tụ bài thứ hai. Viên kẹo cà phê là tụ bài thứ ba. Viên kẹo sô-cô-la màu xanh là tụ bài thứ tư. Với trả bài chung, điều ước nào của bạn sẽ trở thành hiện thực năm 2020 các bạn nhé. Các bạn chọn tụ 1, 2, 3, 4. Bây giờ mình sẽ trả bài. Trả bài chung của mình là như thế này. Các bạn sẽ mình sẽ rút lá đầu tiên là bạn là ai, đấy, con người bạn như thế nào, nó thể hiện qua lá bài. Lá bài thứ hai đó là điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn ấy. Lá bài thứ ba là bạn ước điều gì, và lá bài thứ tư là điều ước của bạn có trở thành sự thực hay không nhá. Bây giờ chúng ta bắt đầu trả bài cho tụ bài thứ nhất với chủ đề điều ước nào của bạn sẽ trở thành hiện thực năm 2020. Bạn là con người của tâm linh, bạn có một cái trực giác rất lớn, một người mang năng lượng của sự dịu dàng, thấu hiểu, khôn ngoan, hiểu biết, thông thái. Bạn là sứ giả của tâm linh. Bạn là người như thế nào, điều gì đang diễn ra với bạn? Bạn là con người của công việc nhé. Bạn rất đam mê công việc, cẩn thận, chắc chắn, tiến từng bước một trong công việc của bạn. Điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn? Bạn đang mang một trái tim bị tổn thương. Bạn nhìn thấy hình ảnh của một trái tim bị ba thanh kiếm đâm vào sau lưng chưa? Bạn đang mang một trái tim bị tổn thương. Bạn ước điều gì? Thực ra ở thời điểm này mình cảm thấy bạn không ước điều gì cả. Bạn đang giữ chặt những gì mình có. Bạn khép, giống như bạn khép trái tim mình lại. Bạn sợ bị tổn thương một lần nữa. Sau cái sự tổn thương này, bạn khép lòng mình lại. Bạn không muốn mở ra với ai hết. Bạn sợ bạn sẽ bị tổn thương. Hình ảnh của một người ôm khư khư những đồng tiền vàng của mình, không chịu bỏ ra. Nhưng nó sẽ có một sự thay đổi lớn nhá. Sự thay đổi này lớn đến với bạn. Sự thay đổi này, để mình xem nó là cái gì. Có một cái gì đấy xuất hiện ở trong cuộc đời của bạn để nó phá vỡ cái khư khư ôm giữ của bạn đi. Cái sự thay đổi đó sẽ bắt bạn mở cửa. Nếu như bạn từ ngày đến giờ bạn vẫn đóng cửa, bạn đóng chặt cửa, bạn không cho cái ly tình cảm nào đến với mình cả, thì có một cái sự kiện xảy ra. Thì mình xem cái sự kiện này nó là cái gì.
mơ của bạn có trở thành sự thật hay không, điều ước tốt đẹp nào của bạn sẽ trở thành sự thật. Thì đã có một cái sự tác động rất lớn để cái điều ước của bạn sẽ trở thành sự thực. Ở đây nếu mà nói về ước mơ của bạn ấy, mình chỉ thấy bạn ước mơ về sự ổn định thôi. Giống như bạn ước mơ rằng hãy để cho tôi yên. bạn ước mơ là hãy để cho tôi yên. Bạn mơ là bạn sẽ giữ được tất cả những gì thuộc về mình. Chính xác là như vậy. Bạn đang ôm giữ khư khư cái điều ước đó ở trong lòng và bạn tin tưởng rằng nó sẽ trở thành hiện thực. Nhưng cái điều ước ở đây thì nó không thể hiện là cái gì. Mình chỉ cảm thấy bạn khư khư, bạn ôm giữ thôi. Bạn ở đây mình thấy bạn là một phụ nữ đẹp. Và cái vẻ đẹp nó rất là thông thái, sâu sắc, sâu lắng các bạn nhá. Ở trong Tarot có nhiều lá bài của Queen of Wands, một phụ nữ đầy sức hút. Ở Queen of Cups, một phụ nữ mang một vẻ đẹp tràn đầy tình yêu thương. Phụ nữ của đất gọi là Queen of Pentacles, một vẻ đẹp giản dị, dịu dàng. Còn vẻ đẹp của kiếm là người phụ nữ thông minh, sắc sảo. Thì ở đây một người mang vẻ đẹp của tâm linh, một người phụ nữ đẹp một cách bí ẩn, thông thái, hiểu biết những đề sâu lắng. Có vẻ như bạn thu hút rất nhiều cái sự chú ý của người khác phái. Bạn bị họ quyến rũ, bạn bị họ quyến rũ, họ hấp dẫn. Nghĩa là họ tìm mọi cách để họ quyến rũ, họ hấp dẫn bạn. Nhưng tạm thời thì bạn không có xi nhê gì cả. Bạn thấy hình ảnh của một người buông lỏng bản thân đúng không? Đang trồng cây chuối, gạt bỏ tất cả mọi thứ trong đầu. Có vẻ như bạn đang ôm một cái gì đó ở trong lòng. Bạn ôm một cái gì đấy bạn không thể hiện ra, nó là bí mật sâu kín trong lòng bạn. Bạn ôm cái đó ở trong lòng. Đó là để mình xem các bạn ôm có trở thành sự hiện thực năm 2020 không nhá. Bạn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với một ai đó, hoặc nó sẽ xảy ra. Bạn là nữ hoàng của đất, bạn dịu dàng lắm. Ở đây nó rất là, tại sao nó không hiện ra của kiếm hay của lửa, nó rất hợp với lá bài này. Đây là một phụ nữ mang vẻ đẹp sâu lắng, mang hoặc đàn ông nhé, nếu các bạn đàn ông mà là người xem bài cũng mang một cái vẻ đẹp điềm đạm tinh tế. Người phụ nữ mang vẻ đẹp sâu lắng, dịu dàng, thông thái, hiểu biết, có một sự hiểu biết rất lớn về tâm linh, có kết nối rất mạnh với trực giác. Ở đây là vẻ đẹp của người phụ nữ dịu dàng, hình ảnh của một người mẹ bình an, tràn đầy yêu thương. Nàng đẹp lắm, đẹp một cái vẻ nó dịu dàng, nó bình an lắm, nó khiến cho người nào đến bên cạnh nàng đều cảm thấy được nàng ru vỗ, đều được cảm thấy nàng vỗ về. Đến đây thì mình cảm thấy có thể kết luận được cái ước mơ của bạn là như thế này. Mình có thể nói như thế này, mình nói đi nói lại mãi cái lá na bài này rồi. Bạn là một người phụ nữ đẹp, đẹp bởi sự bí ẩn nhá. Ở bạn có một sự bí ẩn sâu lắng, thông thái, hiểu biết nhưng mà rất kín đáo chứ không phô trương. Ví dụ như là gặp lá bài Queen of Wands thì tất cả cái vẻ đẹp của nàng nó đã phô diễn ra bên ngoài. Nàng giống như một bông hoa đi đến đâu thì cuốn hút ong bướm đến đó. Nhưng mà ở đây một vẻ đẹp sâu lắng, dịu dàng, tinh tế, đầy hiểu biết. Một cái vẻ đẹp của một người mẹ tràn đầy tình yêu thương, vị tha. Bạn là cái người khá là chắc chắn nhé, làm gì cũng có kế hoạch rất chắc chắn. Nếu là đàn ông thì cũng như thế. Đàn ông thì bạn lại cũng mang vẻ đẹp sâu lắng, điềm tĩnh. Một người đàn ông rất tình cảm, tràn đầy tình cảm. Và bạn là con người có kế hoạch, làm gì cũng cẩn thận chắc chắn, có kế hoạch, lên kế hoạch rõ ràng. Điều gì đang diễn ra? Bạn, trái tim của bạn bị ba thanh kiếm đâm thấu. Bạn đau khổ, bạn đang mang một trái tim tan vỡ. Nhưng trong lòng bạn ở đây chúng ta có thể hiểu rằng là bạn đang ôm khư khư, nghĩa là sau cái sự cố mà ba thanh kiếm đâm vào trái tim này, bạn đã giữ khư khư lòng mình. Nhưng mà mình ở đây mình cảm nhận thấy rằng bạn đang ôm một cái bí mật sâu kín ở trong lòng mình, bạn giữ gìn nó, bạn mặc kệ những cám dỗ ở bên ngoài nhá. Có rất nhiều cám dỗ xung quanh bạn, đây là cám dỗ của dục vọng, của chủ nghĩa duy vật, nhưng mà bạn buông lỏng được hết, bạn vượt qua được hết. Bạn chờ đợi một đám cưới với một ai đó, bạn chờ đợi ngôi nhà và một đứa trẻ với một ai đó. Bạn chờ đợi trong sự dịu dàng, trong hy sinh, trong vị tha.
để mình xem cái sự chờ đợi của bạn nó có trở thành sự thật không nhé. Ước mơ đã có trở thành sự thật không? Có một ai đó đã đi khỏi cuộc đời của bạn. Họ đi trong sự không đành lòng. Họ đi để thực hiện một cái sứ mệnh nào của họ. Và họ để bạn lại với... Ở đây có lá bài của song ngư nhé. Có thể bạn là song ngư hoặc đối phương của bạn là cung song ngư. Nghĩa là sau khi họ đi ấy, họ để lại cho bạn một nỗi buồn. Các lá bài rất liên kết với nhau. Bạn đã từng đấu tranh rất mệt mỏi. Bạn và họ đã từng đấu tranh rất mệt mỏi trong cái sự ra đi này. Và mình xem rằng cái điều ước của bạn có trở thành sự thật năm 2020. Các bạn có quay trở lại với nhau không nhá? Sau khi mà họ ra đi, họ để lại cho bạn rất nhiều tổn thương, rất nhiều bế tắc. Nhưng cái tình cảm giữa hai người vẫn âm ỉ cháy, vẫn cứ cháy ở trong lòng, không bao giờ dập tắt. Bạn có vẻ bạn là cái người có sức hút cực kỳ lớn đối với phái nam. Cho nên là bạn có rất nhiều người vây quanh bạn. Có những lúc bạn hoang mang, bạn muốn lựa chọn, nhưng mà bạn không biết lựa chọn như thế nào. Cái tình cảm của bạn và người đó vẫn cứ ở trong lòng, nó cứ đeo đẳng ở trong tim bạn vậy. Bạn lao vào công việc để bạn chế ngự tình cảm đó, chế ngự cái nỗi nhớ với họ. Bạn lao vào công việc. Bạn là người công việc bận rộn lắm. Và giống như bạn là bạn tìm công việc để bạn trốn chạy cái thực tại gì đó. Bạn làm bên giáo dục nhé. Công việc của bạn là giáo dục, là hướng dẫn, là chỉ dẫn gì đó. Ước mơ của bạn có trở thành sự thật hay không? Có rất nhiều sự... Rồi để mình nói tiếp nhé. Ước mơ của bạn có trở thành sự thực hay không? Ước mơ ngôi nhà và những đứa trẻ của bạn có trở thành sự thực hay không nhé? Mình... Ước mơ ngôi nhà và những đứa trẻ với người đó có thể có trở thành sự thực hay không? Có vẻ là trong năm 2020 nó chưa xảy ra đâu. Ước mơ đó vẫn chưa xảy ra. Mình chỉ rút thêm vài lá nữa thôi nhá. Đến đây thì mình có thể nói lại, tổng kết lại một lần nữa cho các bạn nghe nhá. Ước mơ của bạn năm 2020 là gì? Ước mơ của bạn là ngôi nhà và một đứa trẻ với một ai đó. Người này đã đi khỏi cuộc đời của bạn rồi. Đó là bí mật sâu kín trong lòng bạn mà bạn ôm giữ, bạn không thổ lộ với một ai. Trải qua rất nhiều đấu tranh, mình cũng không biết nó có diễn ra trong năm 2020 không nữa hay là những năm sau đó, bởi vì cái thời gian đấy nó quá dài các bạn ạ, nó dài lắm. Nhưng chắc chắn là ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thực, bạn sẽ quay trở lại với nhau, bởi vì ở đây nó có lá bài của ước mơ trở thành sự thực. Cái người này đã, họ đã rời đi khỏi cuộc đời của bạn rồi. Vì lý do gì đó mà họ rời đi, nhưng họ rời đi trong cái trạng thái không đành lòng. Nghĩa là giống như số phận bắt họ phải đi khỏi cuộc đời của bạn vậy. Họ đi, họ để lại nhiều nuối tiếc. Họ để lại nhiều, rất nhiều tình cảm cho bạn. Trong mắt họ ấy, bạn là một người phụ nữ đẹp dịu dàng. Giống như mình nói đi nói lại mãi rồi, đẹp dịu dàng, đẹp thánh thiện. Đó là nỗi nhớ suốt đời trong lòng họ. Nghĩa là cái hình ảnh đó không có một ai sánh được cả. Nó luôn luôn nằm trong lòng bạn. Bạn là người phụ nữ thông thái, hiểu biết, thông minh, nhưng cực kỳ khéo léo. Có những phụ nữ
luôn luôn thể hiện sự thông minh ra ngoài, nhưng bạn là cái người rất kín đáo thể hiện điều đó, thể hiện sự thông thái sâu sắc. Bạn là người phụ nữ rất sâu lắng, đẹp một vẻ đẹp sâu lắng, dịu dàng, giàu đức hy sinh. Mình cảm thấy giữa hai người ấy, nó không giống như mình cảm thấy nó có một kết nối tâm linh nào đó. Có rất hay, đây này, toàn là những cái lá bài của kết nối tâm linh giữa hai người. Cái linh hồn của hai người á, tuy hai người không ở cạnh nhau nhưng linh hồn thì sống cạnh nhau. Linh hồn của các bạn không bao giờ rời xa nhau cả, các bạn luôn bên cạnh nhau. Hai lá này đến một lúc và các bạn cuối cùng ước mơ của các bạn trở thành sự thực, các bạn gặp lại nhau. Đây là lá của người cũ quay trở lại nhá. Nhưng mà mình cảm giác nó quá dài như thế này, chưa hẳn là nó đã xảy ra trong năm 2020 đâu các bạn nhá. Nó có thể là ở năm sau nữa hoặc năm sau nữa. Nhưng nếu mà hỏi rằng ước mơ của bạn là gì, ước mơ của bạn là ngôi nhà và những đứa trẻ với một người nào đó. Bạn ôm giữ nó trong lòng, bạn ôm giữ ước mơ nó đẹp trong lòng. Bạn từ chối tất cả những sự cám dỗ từ bên ngoài để bạn giữ gìn cái ước mơ đó. Nhưng mà mình thấy nếu mà hỏi trong năm 2020 thì mình thấy, nhưng mình cứ có cái cảm giác là nó không phải năm 2020 đâu, nó sẽ lâu hơn nữa. Nhưng các bạn yên tâm, bài rất liên kết. Cho các bạn yên tâm một điều là ước mơ của các bạn sẽ trở thành sự thực. Nếu như nó không có ở năm 2020, hãy tin nó ở năm sau hoặc năm sau nữa nhé. Mình muốn rút một bài, một lá để xem là nó được tính bằng năm hay bằng tháng. Nó được tính bằng năm các bạn ạ. Đây là bài cung đất, đất là tính bằng năm. Và nào các bạn đừng buồn, có thể cái số năm này nó rất dài, nó kéo đến 6 năm đấy. Trong cái 6 năm đó, tâm hồn của các bạn, linh hồn của các bạn luôn ở bên cạnh nhau. Các bạn chưa bao giờ rời xa nhau cả. Tình yêu mình không nghĩ là ngốc dại hay là mình không nghĩ là đó là một tình yêu thông minh hay ngốc dại nữa. Nhưng mà linh hồn các bạn là một hợp đồng linh hồn, một tình yêu linh hồn, một tình yêu tâm linh. Các bạn không thể sẽ rớt ra khỏi nhau được. Thôi, lá bài thứ nhất mình kết luận lại là ước mơ của bạn có trở thành sự thực hay không. Mình kết luận là có nhá. Ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thực. Nó viên mãn, nó đủ đầy, nhưng mình có cảm giác nó không xảy ra ở năm 2020 mà nó xảy ra ở... Mình không đoán chắc là nó có đúng hay không, nhưng mà nó sẽ xảy ra ở 6 năm sau nữa nhá. Các bạn đừng buồn. Bây giờ chúng ta sẽ sang tụ thứ hai ở phút thứ 18 với câu hỏi điều ước nào của bạn sẽ trở thành sự thực trong năm 2020 nhá. Mình vừa thấy một lá bài này rơi ra, có vẻ như bạn đang sống trong tình yêu. Hiện tại của bạn là tình yêu. Bạn đang sống trong tình yêu và con người của bạn ấy là con người tràn ngập tình yêu. Tràn ngập tình yêu. Giống như là thiếu tình yêu thì bạn không thể sống được vậy. Điều gì đang diễn ra với bạn? Bạn đang nghỉ ngơi. Bạn tràn ngập tình yêu nhưng bạn đang từ chối tình yêu. Hình ảnh của một người đang nằm nghỉ ngơi, đóng cửa lại, mặc kệ cho những cái hoạt náo ở bên ngoài. Ba thanh kiếm đã dựng lên ở cửa sổ rồi, nhưng một thanh ở bên cạnh để có chuyện gì thì sẽ đề phòng. Mình cảm thấy lạ là bạn đang sống trong tình yêu, bạn là con người của tình yêu, giống như tình yêu là không khí của bạn vậy. Nhưng bạn lại đang đề phòng, không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Bạn đã từng bị tổn thương rất nhiều. Bạn đã từng bị tổn thương rất nhiều trong chuyện tình cảm. Có lẽ đó chính là lý do mà bạn ngăn cản mình đến với tình yêu. Bạn là một người phụ nữ rất dịu dàng, khéo léo, thông minh, can đảm và kiên nhẫn nhá. Công việc của bạn làm có thể liên quan đến giáo dục, đến hướng dẫn, đến tuyên truyền cái gì đó. Nhưng bạn thể hiện một cái vẻ đẹp của người phụ nữ dịu dàng, kiên nhẫn, vị tha, giàu đức hy sinh và rất là can đảm. Bạn còn mang năng lượng của một người lãnh đạo chỉ huy cực kỳ can trường. Đã đề ra cái gì là thực hiện bằng được thì thôi.
bạn mang năng lượng nam tính đấy. Có hai con người của bạn ở đây, một là rất dịu dàng, rất can đảm, rất hiểu biết, rất thông thái, rất tâm lý, nhưng một mặt thì lại khá là theo kiểu kiên định, mang năng lượng của một người đàn ông lãnh đạo thủ lĩnh. Bạn là người rất giỏi cân bằng trong cuộc sống, dù chuyện gì xảy ra thì bạn cũng rất biết cách cân bằng nó. Ước mơ của bạn, ước mơ trong lòng bạn, mặc dù mình đã nói với lúc nãy, mình nói lên lá bài thứ nhất là các bạn này, lá bài thứ hai là điều gì đang diễn ra, lá bài thứ ba là ước mơ của bạn, nhưng mà mạch bài nó chạy là nó diễn tả về con người của bạn, hoàn cảnh của bạn rất nhiều, đến lá bài này nó mới là ước mơ của bạn nhé. Ước mơ của bạn đó là một đám cưới, một sự trở về của một ai đó. Giữa các bạn hình như có ba người, câu chuyện của các bạn hình như có ba người, hoặc có một yếu tố thứ ba như là hoàn cảnh, sự cách biệt về không gian, địa lý, hoặc là một người nào đó xen vào mối quan hệ này, và nó chính là cản trở. Vì cái yếu tố thứ ba này mà bạn rất đau khổ, bạn có cảm giác mình bị phản bội, bạn đau đớn đến tột cùng, và bạn là người phụ nữ kiên cường lắm. Sau cái sự cố của cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi đó, bạn xây dựng một cuộc sống đầy đủ viên mãn, chỉ có một mình ổn định với một mình, một người phụ nữ vui với tất cả những gì mình có, tiền bạc, tài chính, cuộc sống, một người phụ nữ bình thản, khí chất. Nhưng nó có sự thay đổi diễn ra ở đây các bạn nhé, để mình muốn xem sự thay đổi diễn ra, sự thay đổi nào đang diễn ra ở đây. Nghĩa là nó đến cái giai đoạn mà bạn đang rất vui vẻ, rất mãn nguyện cuộc sống một mình của mình rồi, thì nó có một sự thay đổi. Một sự thay đổi mang cái tính là gọi là thay đổi tình thế, thay đổi toàn bộ, thay cũ đổi mới, để mình xem cái sự thay đổi đó là thay đổi gì. Bạn đang diễn ra có sự thay đổi rất mạnh mẽ ở năm 2020. Nó liên quan đến ước mơ của bạn. Sự thay đổi này biến bạn trở thành những cái gì mà bạn đã gây dựng được, cái sự trưởng thành, thông thái, khí chất. Thì cái sự thay đổi này, nâng cao cái dép lên con, nó khiến bạn như trở thành một đứa trẻ, làm lại từ đầu. Có vẻ như bạn là, để mình nốt tiếp đã, có vẻ như bạn gặp một người đàn ông. Nghĩa là bạn ở trước đây ấy, là trong lòng bạn, bạn sống chết bạn giữ một cái ước mơ là sự trở lại của một người nào đó, thì có sự xuất hiện của một người đàn ông nhá. Người đàn ông này mang năng lượng của lửa, nhiệt huyết, đam mê, giàu tình cảm, khá là đẹp trai, trai xinh gái đẹp, rất đẹp trai. Đẹp một vẻ phong độ, điềm tĩnh, khôn ngoan. Bạn gặp new love ở đây. Nhưng mà bạn ban đầu là bạn có sự chống đối nhá. Ban đầu bạn chống đối người này. Bạn xây tường thành để bạn đắp một bức tường thành. Bạn đắp một bức tường thành để bạn giữ chế ngự người này. Nhưng ông vua cảm xúc này, cái người đàn ông này, không để cho bạn chạy thoát. Anh ta mang cái ly của King of Cup, ông vua cảm xúc tràn đầy yêu thương, đến tặng bạn. Và cuối cùng bạn đã phản bội. Có thể nói là bạn phản bội lời thề của mình, phản bội lời thề cỏ may của mình. Bây giờ mình nói lại cái tụ thứ hai này nhá. Câu chuyện nó rất là vui. Bạn là con người của tình yêu. Tình yêu ngập tràn trong tim bạn. Giống như thiếu tình yêu bạn không thể sống được vậy. Nhưng mà tại cái thời điểm này bạn đang trốn tránh tình yêu. Bạn trốn tránh, bạn từ chối tất cả những tình yêu đến với bạn. Bạn rất giỏi cân bằng, bạn là người cực kỳ giỏi cân bằng. Cái đây là cái lá bài mà muốn nói rằng lý do tại sao bạn từ chối tình yêu. Bạn vừa bị te tua, dùng cái từ
cái từ nó trẻ trâu một chút, là vừa bị tay tua sau một cuộc tình, nghĩa là bạn đã chịu khá nhiều tổn thương vất vả sau một cuộc tình. Bạn, đây là hình ảnh của hai con người của bạn này. Bạn mang hai con người nhá. Một là bạn cực kỳ dịu dàng, bạn làm công việc của bạn ấy là giáo dục, để tư vấn, hướng dẫn cái gì đấy. Đây là hình ảnh của một người phụ nữ làm cái công việc đó là thuần chủng này. Ở đấy thì bạn thấy không, hình ảnh của một người phụ nữ vừa can đảm, cái người làm và cái nghề mà thuần chủng với con vật này nó không phải đơn giản đâu. Bạn can đảm, bạn thông minh, dịu dàng, vị tha, giàu đức, hy sinh. Bạn là một phụ nữ xinh đẹp, một cái vẻ đẹp như thế, nhưng ở bên trong con bạn là một thủ lĩnh, một lãnh đạo nha. Bạn cực kỳ kiên định, chắc chắn, mạnh mẽ, quyết đoán. Cuộc đời của mình nằm trong cái kế hoạch định của bạn, bạn đã đề ra thì không ai có thể chế ngự được. Và bạn không cần tình yêu, một người phụ nữ không cần tình yêu. Bạn sống vui vẻ đủ đầy với những gì mình có. Thậm chí một người phụ nữ có phần cao ngạo với những gì mình có nhá. Nhưng có một sự thay đổi diễn ra ở đây, một sự thay đổi rất lớn diễn ra ở đây. Cái ước mơ của bạn ấy, đó chính là người cũ quay trở lại. Bạn mong chờ một người nào đó quay trở lại nhá. Nhưng nó có một sự thay đổi mạnh mẽ diễn ra ở đây. Sự thay đổi nó mang tính bước ngoặt, thay đổi rất mạnh mẽ. Bạn đã từng gặp một sự cố rất lớn trong tình yêu, đó là bạn trong câu chuyện tình của bạn ấy, nó có xuất hiện người thứ ba hoặc yếu tố thứ ba. Người thứ ba có thể là một người nào đó, ví dụ như tình địch của bạn, hoặc có thể là một yếu tố thứ ba là gia đình, bạn bè ngăn cản, hoặc là sự khoảng cách về địa lý, hoặc về không gian, về cái gì đó, về hoàn cảnh gì đó, để hai bạn không đến được với nhau. Và bạn có một cảm giác là mình bị phản bội, bạn cảm giác mình bị bỏ rơi, bạn bị tuyệt vọng. Nhưng cái sự thay đổi này diễn ra, các bạn thấy sự thay đổi rất mạnh mẽ. Có một con người mới hình thành lên trong bạn. Và cái hình thành ở đó là cái gì? Là có một người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời của bạn nhé. Người đàn ông này là người đàn ông của lửa, nhiệt huyết, đam mê, con người của ý tưởng, của hành động, khá là đẹp trai, cực kỳ tình yêu của anh ta lớn lắm. Anh ta mang một cái cốc tình yêu đến tặng bạn. Anh ta mang một cái cốc tình yêu đến cho bạn nhé. Đây là King of Cup, King of Cup, ông vua của cảm xúc tràn đầy tình yêu thương. Bạn chống đối, bạn cân bằng, bạn chống đỡ, bạn dựng tường rào để bạn chống đỡ, nhưng bạn thua, bạn phản bội cái lời thề còn may của bạn và bạn đến với người này nhá. Điều ước năm 2020 của bạn là một tình yêu với một người con trai khác chứ không phải là ước mơ. Bạn đã từng chờ đợi một người cũ của bạn, nhưng cuối cùng lại có một tình yêu khác, một người đàn ông khác đến gõ cửa trái tim bạn, mở được cửa trái tim bạn, và với lời nói rằng anh hoặc em có thể thay thế người đó, mang lại hạnh phúc cho em được không? và câu chuyện đó, cái đề lời đề nghị đó sẽ trở thành hiện thực các bạn nhé. Chúc mừng các bạn. Rồi, kết thúc tụ 2 ở đây, chúng ta sẽ đến tụ 3 ở phút 28 thứ 30 nhá. Một câu chuyện rất là hay, chúc mừng tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ 3 với chủ đề điều ước nào của bạn sẽ trở thành sự thực năm 2020. Sao mà thành liên quan đến tình yêu thế nhỉ? Không có một cái điều ước nào về công việc à, về sự thăng tiến à, mà chỉ toàn thấy tình yêu là tình yêu thôi. Có vẻ tình yêu là đề tài muôn thuở, là một kiểu không khí của chúng ta, nếu thiếu nắng thì chúng ta không thể sống được. Mình đã bạn vòng quanh số phận ở đây. Rồi mình rút rồi sẽ nói tiếp. Ở đây là cái tụ bài thứ 3 này cũng liên quan đến người rất rất có trực giác các bạn nhé. Một người rất rất tâm linh. Để mình rút và nói tiếp. Ở đây vẫn chưa thấy tình yêu, mình không biết là
có thể có một lá không có tình yêu thì sao, đừng có các bạn là sự thăng tiến hoặc là tiền bạc hay sao. Ồ, toàn vẫn là ngôi nhà và những đứa trẻ. Toàn có thấy tình yêu là tình yêu. Ở đây cái người này mình thấy ở tụ bài này, người này vừa mong là điều ước của mình là một gia đình hòa hợp vui vẻ, mà vừa mong là mình sẽ thăng tiến đấy. Ở đây là một người khá là tham đấy. Lại song ngư, lại là lá bài của song ngư. Những cái tụ bài này mình không có chọn đâu nhá. Ở những người nghe tụ bài của mình có hàng loạt người cung song ngư, rất nhiều người cung song ngư, nên là không phải là kết cứu đất song ngư là tụ bài của mình đâu, mình không. Lại một mình, có vẻ đây là một người phụ nữ khá tham vọng. Đàn ông hay phụ nữ các bạn đều rất tham vọng. Bây giờ mình có thể nói thế này này, trước hết là với cái lá bài là bạn là ai ấy, ở đây mình khẳng định rằng ở đây có cung song ngư, nhưng mà nói là mình không chọn cái tụ bài này nhá. Ở đây có cung song ngư, mà đã là song ngư, mình nói thật với các bạn là trong 12 cung hoàng đạo thì song ngư là cung hoàng đạo giàu, gọi là rất giỏi về trực giác, cực kỳ tâm linh. Cho nên là ở lá bài này nó rất là giống nhau. Đây, các bạn là những người có trực giác rất tốt, các bạn có sự kết nối với tâm linh cực kỳ mạnh. Bạn là con người của nhiệt huyết, của hành động nhá. Lúc nào các bạn trong lòng bạn ấy, lúc nào cũng mang một cái tinh thần là con người của hành động, của ý tưởng, của sáng tạo và của biến ước mơ trở thành sự thực. Nghĩa là hầu như là dù bạn gặp cái sự cố gì, sự việc gì xảy ra trong đời sống này, bạn cũng không bao giờ bị hết cái tinh thần lạc quan cả. Cái tinh thần là thay cũ đổi mới này, tinh thần là chiến thắng hoàn cảnh này, tinh thần là thay đổi hoàn cảnh luôn luôn hiện hữu trong lòng bạn. Bạn là con người của nhiệt huyết, của đam mê, của lạc quan, của tin tưởng. Bạn, cuộc đời của bạn luôn luôn là những hoạch định, những kế hoạch, những bản lập trình sẵn. Bạn rất là một con người sống có kế hoạch, có mục tiêu cụ thể. Ở đây thì mình cảm giác như là nó không phải là ước mơ trở thành sự thực nữa, mà là hiện tại của bạn ấy. Hiện tại của bạn mình cảm thấy rằng là nếu mà gọi ước mơ của bạn trở thành sự thực là gì? Ước mơ của bạn trở thành sự thực đó là một ngôi nhà. Mình có cảm giác như hình như các bạn đã có một cuộc chia tay rồi với người nào đó rồi. Và bạn mơ, hoặc là cuộc sống hôn nhân của các bạn đã có sự trục trặc gì đó, thì bạn rất mơ ước là bạn có thể là gia đình trở lại vui vẻ, sum họp hơn xưa. Đây là một lá bài của 10 cốc, thể hiện một cái gia đình vui vẻ, có bố mẹ, có con, đầy đủ, rất đầy đủ về mặt tinh thần. Bạn cũng mơ ước là có một sự nghiệp ổn định, được nhiều người chú ý, hoặc là nó cũng là cái biểu tượng là có thể cái cuộc hôn nhân hoặc là cuộc tình yêu của các bạn ấy nó bị ngăn cản bởi vì một yếu tố nào đó. Thì bạn mong ước mơ của bạn là nó được mọi người công nhận, được mọi người cổ vũ, khuyến khích, hoặc một ai đó ngăn cản thì họ sẽ không ngăn cản nữa. Và bạn là con người của công việc, cho nên ước mơ của bạn năm 2020 là thành đạt nhá. Thì ước mơ nó có trở thành sự thực hay không? Ước mơ trở thành sự thực. Nhưng bạn để đạt được điều đó, bạn cũng phải đi qua một thời gian. Mà đây là lá bài của song ngư, nên là bạn có thể là song ngư, hoặc cái đối phương, hoặc cái người trong niềm mong ước của bạn là song ngư. Hẳn một thời gian bạn chỉ có một mình, bạn cô đơn một mình nhá. Đấy, hẳn một thời gian dài bạn cô đơn một mình, bạn sống một mình. Và thông điệp ở đây, đến khi nào bạn đạt đến cái sự ổn của một mình, bạn đủ đầy về vật chất, về tinh thần, thì ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thực nhá. Năm 2020 của bạn, ước mơ của bạn là ngôi nhà và những đứa trẻ. Ước mơ của bạn là sự thành đạt đủ đầy, thì ước mơ đó trở thành sự thực bạn nhé. Trở thành sự thực. Cái lá bài tụ bài thứ ba nó rất là đơn giản, nó chỉ có như thế thôi, không cần gì để nói thêm nữa. Chúc mừng các bạn nhé. Chúng ta sẽ sang tụ bài thứ tư ở phút thứ 35:30, phút thứ 35. Và rồi chúng ta sẽ đến với tụ bài thứ tư, đó là với câu hỏi với chủ đề, đó là câu hỏi đó là điều ước của bạn có trở thành hiện thực năm 2020 hay không. Tụ bài thứ tư là chiếc kẹo màu xanh.
Mình rút bài xong rồi mình sẽ nói nhé. Xong rồi hôm nay rút ra được nhiều bài của Song Ngư, ra nhiều lá bài Song Ngư thế nhỉ? Các bạn chờ mình rút thêm vài lá nữa rồi mình sẽ nói nhé. Ở đây mình thấy thế này. Bạn ở đây mình thấy hiện lên hai người, một người cung đất và một người thuộc cung nước. Song Ngư cự giải cọ bọ cạp và chính xác là Song Ngư nhé. Thì ở đây mình thấy như thế này. Bạn ước mơ của bạn điều gì? Hai cái lá bài này nó đã biểu tượng cho hai con người của bạn rồi. Bạn hoặc đối phương của bạn là người thuộc cung đất. Những người thuộc cung đất ấy là những người rất kiên định, chắc chắn, ổn định, luôn có cái năng lượng của sự chở che, yêu thương, bao bọc và là con người của ý tưởng. Hầu như là người này là cái người rất là đam mê về công việc, luôn luôn có một ý tưởng làm giàu nhen nhóm lên trong lòng anh ta. Anh ta lúc nào cũng cứ là cái ước mơ trở thành một người giàu có, nghĩa là cái gọi là những cái gì làm sao để có tiền, làm sao để có nhiều tiền là luôn là cái suy nghĩ thường trực trong đầu người này. Người này rất đam mê công việc, rất đam mê việc kiếm tiền, nhưng là một con người tình cảm chắc chắn, ổn định, rất muốn mang năng lượng yêu thương chở che bao bọc đến với người khác. Bạn hoặc đối phương của bạn hai có thể đổi chiều nhau, thuộc cung nước Song Ngư nhé. Đây là con người của trực giác, của tâm linh, của bí ẩn. Song Ngư là cung hoàng đạo rất bí ẩn. Bản thân nhiều khi bản thân Song Ngư cũng không hiểu được mình là ai đâu. Nghĩa là con người cô ấy thay đổi như trong trắng ấy, hoặc anh ấy thay đổi như trong trắng ấy. Con người của trực giác, của bí ẩn, của tiềm thức. Nhưng mà người này là người Song Ngư mang năng lượng của sự dịu dàng, dễ thương, vị tha, giàu đức, hy sinh, nhưng cực kỳ thông minh nhá. Song Ngư là những người rất thông minh. Rồi, ước mơ của bạn là gì? Ước mơ của bạn là một ngôi nhà hạnh phúc với có thể với hai. Đây là một cặp duy nhất ở một tụ bài này, mình cảm thấy là một cặp cung đất và một người cung đất, một người cung nước. Và mình đoán không nhầm thì đây là thuộc kim ngưu. Ước mơ của bạn ấy là một đám cưới, có thể với hai người này, nghĩa là với bạn và cái người bạn nghĩ đến ấy, một đám cưới, một gia đình trọn vẹn đủ đầy, một hạnh phúc viên mãn. Nhưng mà cái ước mơ của bạn ấy nó không phải tan vỡ, nhưng nó bỏ đi trong cái sự không đành lòng nhá. Các bạn đã bỏ đi không trong một cái tình thế bắt buộc các bạn phải ra đi, các bạn để lại những chiếc cốc tình yêu ngập tràn trong lòng mình. Bạn và cái người này giữa hai bạn là sự dịu dàng, thấu hiểu, nghĩa là hai bạn vì lý do gì đó mà phải tách nhau ra, phải ra đi. Nhưng mà giữa hai bạn ấy là một sự dịu dàng, là một đức dịu dàng, hy sinh, vị tha. Người này, các bạn nhìn thấy không, cái hình ảnh của người phụ nữ đang thuần chủng cái con sư tử này, nghĩa là các bạn dùng cái tình yêu thương, sự can đảm, đức dịu dàng để các bạn đối phó với hoàn cảnh. Nghĩa là khi gặp cái hoàn cảnh đó, bạn không đau khổ, cũng không oán hận, không trách móc, mà bạn tràn ngập tình yêu thương. Ở đây người này nghĩ cho người kia, người này bao dung cho người kia và kiên nhẫn chờ đợi. Các bạn kiên nhẫn, các bạn chờ đợi nhau. Các bạn lao vào công việc, các bạn làm như là bán mạng ấy, để các bạn quên đi cái thực tại đó. Các bạn tham gia với bạn bè, niềm vui. Hoặc ở đây nó cũng có thể là có người năng lượng của người thứ ba nhé. Có thể một người nào đó có người thứ ba. Nhưng mà cái số phận đã sắp đặt rồi. Đã sắp đặt hai người là định mệnh của nhau. Và cái thông điệp ở đây đó là bạn hãy nghỉ ngơi đi. Bạn hãy chờ đợi. Cái thông điệp ở đây là hãy chờ đợi nhé. Hai người giống như là giấu tình cảm của mình trong túi của nhau vậy. Các bạn luôn luôn nghĩ về nhau. Cái người này là của để dành của người kia.
nó lại giống cái tụ tài hôm qua. Có một người, người đó muốn tặng bạn điều gì, người đó muốn bỏ bạn vào trong túi á của anh ta để dành, thì nó rất cái giống cái tụ bài này, nghĩa là các bạn để dành nhau, các bạn để dành nhau trong tim nhá. Đôi khi đến với bài tarot đó, mình mới hiểu rằng trên đời này có rất nhiều chuyện tình yêu nó giống như trong phim vậy, nó đẹp đẽ nó cũng oái oăm, nó cũng éo le, nhưng trên hết là một những tình yêu rất đẹp. Các bạn nhìn thấy không? Các bạn để dành nhau trong tim và cái ước mơ được trở về với nhau, được đến bên nhau luôn ngập tràn trong lòng các bạn. Có thể các bạn đang sống bên cạnh một ai đó, hoặc các bạn đang sống ở một nơi nào đó, thì cái ước mơ được quay trở lại với nhau, được sống bên nhau chưa bao giờ dập tắt trong lòng bạn cả. Và nó là số phận các bạn nhé, cái số phận bắt buộc các bạn phải như thế. Thực ra đến đây có thể kết luận được rồi, nhưng mà không hiểu sao mình vẫn cứ muốn rút thêm. Càng rút thêm thì càng khẳng định cái điều đó các bạn ạ. Các bạn là định mệnh của nhau. Dù các bạn đi đâu, các bạn sống cạnh ai, các bạn như thế nào, thì cuối cùng mình cảm giác như thế này này. Hai người trong thời gian xa nhau ấy, người nào cũng có một người thứ ba nhá. Bởi vì nó có cái lá bài ba cốc ở đây. Mỗi người nào cũng có một người thứ ba, và cái người thứ ba đó nó là định mệnh của các bạn. Nó bắt buộc các bạn phải gặp những người đó để thực hiện cái sứ mệnh của mình. Nếu như các bạn nợ người đó thì các bạn phải trả. Xong rồi, sau khi các bạn trả xong rồi, các bạn quay trở về với nhau. Một tình yêu nó vươn mai viên mãn, nó đủ đầy. Ít có không, hầu như chưa có một tụ bài nào mà mình rút mà bắt được hai lá bài như thế này cả. Đám cưới, đám cưới này vừa là đám cưới của tâm linh, là sự kết hợp của số phận, vừa là tình yêu của hai người. Cuối cùng ước mơ của các bạn sẽ trở thành sự thực. Nhưng mà nó có diễn ra năm 2020 hay không thì mình không biết, bởi vì có cái người thứ ba ở đây. Nó sẽ phải kéo khoảng một thời gian là 3 năm, mình đoán là như vậy nhá, thì các bạn mới có thể quay trở lại được, chứ không phải là nó quay trở lại ngay tại thời điểm của năm 2020 đâu. Hôm nay muốn tụ bài của chúng ta hôm nay ý, ước mơ của tất cả mọi người đều trở thành sự thực. Mình lại cảm thấy rất vui vì điều đó. Một lần nữa chúc mừng năm mới các bạn nhé. Xin chào các bạn.